Trời thương Phật độ, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, mệnh Phú Đăng Hỏa, đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, gặp thời đổi vận, hóa hung thành cát nếu như làm được điều này. Minh được Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác tuổi Giáp Thìn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã chỉ ra rằng đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác được nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài ưu ái, quý nhân tương trợ, giúp cho quý cô bác đón nhiều vận may đến với mình. Vậy cụ thể, trong tháng 6 âm lịch, vận trình của quý cô bác ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình, thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Tiên tri tiết lộ, đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, cuộc đời tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nghịch thiên đảo vận, liên tục đón vận may trúng số, đổi đời đại gia, sung sướng tột cùng, giàu sang phú quý, được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Để nắm rõ được vận trình tử vi tháng 6 âm lịch 2023 này, trong video ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ rất chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của cô bác tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 trong tháng 6 âm lịch. Ở phần cuối của chương trình, ban biên tập chương trình cũng chia sẻ chi tiết các mẹo phong thủy và lựa chọn tuổi hợp làm ăn để cô bác tuổi Giáp Thìn có một tháng mới thuận lợi, may mắn và bình an. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like và nút đăng ký kênh miễn phí. Và nếu quý vị muốn được tư vấn về vận trình tử vi 6 tháng cuối năm Quý Mão của mình, quý vị cũng vui lòng comment ngày tháng năm sinh dương lịch và vấn đề cần được giải đáp. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng các bạn đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, người tuổi Giáp Thìn, trời sinh được quý nhân phù trợ, đường đời gặp nhiều may mắn, cũng có vận thế tốt, họ thông minh, đĩnh ngộ, lỗi lạc hơn người, thường làm nên nghiệp lớn. Hơn nữa, trong cuộc đời người tuổi Giáp Thìn được Dược sư Như Lai ban phúc đức, Long thù Bồ Tát ban trí tuệ, Tỳ Sa môn hộ mệnh và Phổ Hiền Bồ Tát bảo hộ. Đã là người có lý tưởng, có hoài bão, sự nghiệp nhiều thành công. Thời trẻ, do tính cách cố chấp nên gặp thất bại là chuyện thường tình. Tới tuổi trung niên, người tuổi Giáp Thìn trở nên chín chắn hơn, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Hậu vận may mắn tốt lành, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Người này cả đời gặp nhiều điều may mắn, không hay phải lo lắng muộn phiền, cuộc sống hạnh phúc, ấm êm. Những người tuổi Giáp Thìn nữ mệnh, trong bề ngoài thì có vẻ rất cứng rắn, kiên quyết, thế nhưng nội tâm khá hiền lành và mềm mỏng, nhân hậu, đôi lúc đa sầu, đa cảm. Họ cũng có để lộ sự cố gắng gồng mình, tỏ ra mạnh mẽ để lên dây cót tinh thần, thế nhưng ẩn bên trong lại khác. Tuy tiền vận có vất vả, gập ghềnh sóng gió, thế nhưng chung vận sẽ được bù đắp khi quý nhân phù trợ, giúp sức, tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến, về hậu vận, cuộc sống sung sướng, gia đạo có nhiều điều tốt đẹp. Với Giáp Thìn nam mệnh, phần lớn tính tình hiền lành, tài giỏi, linh động, hoạt bát, mềm dẻo và có nhiều tài lẻ. Là một trong số những con giáp được sự che chở bảo hộ của thần Phật và mang trong mình số mệnh phú quý. Ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của con giáp này đã có sự tiến bộ, phát triển tốt hơn so với những người khác. Bản mệnh mang tới sự may mắn, vận khí tốt lành cho các thành viên trong gia đình của mình. Nhờ vào họ mà cả gia đình có thể nhận được sự bảo vệ và che chở vô cùng vô tận của thần Phật. Những người cầm tinh con rồng sẽ sớm có được vinh hoa, phú quý, tiền bạc dồi dào, công danh thành đạt, sự nghiệp vững vàng. Nhưng họ cũng có một nhược điểm, đó là một khi cảm thấy chán chường, mệt mỏi, họ trở nên yếu ớt và có thể bỏ ngang tất cả mọi thứ trước kia. Nhưng những lúc này, chỉ cần có những người thân, người bạn luôn ở bên cạnh động viên, kiên trì, cổ vũ, thì những chú rồng sẽ có thêm động lực lớn lao để vượt qua hết thảy. Nguồn động lực đó tạo ra sự an tâm rất lớn cho Giáp Thìn, là chìa khóa để bứt phá mọi hoàn cảnh chông gai. Thế nên, trải qua chặng đường ấy, mỗi một năm trôi qua, Giáp Thìn lại phát triển lên một bậc khác, gây dựng cho mình sự nghiệp vững chắc, tiền bạc tích lũy cũng được rất nhiều. Càng lớn tuổi, tuổi Giáp Thìn càng được quý nhân phù trợ,
càng ngày càng giàu có, sung túc, sống một cuộc đời viên mãn. Xem tử vi năm 2023, người tuổi Giáp Thìn bước vào năm giữa tam tai, sự nghiệp nhìn chung không có bước tiến triển rõ ràng. Bản mệnh cần nhắc nhở mình cố gắng vươn lên, chớ đầu hàng nghịch cảnh hoặc tạm dừng những kế hoạch của bản thân thì sẽ gặt hái được nhiều thành công nổi trội hơn. Hơn nữa, có các tinh tử vi xuất hiện đem tới cho bạn những cơ hội quý giá. Bản mệnh cần có con mắt tinh đời để nhanh chóng phát hiện và nắm bắt các thời cơ, thậm chí có thể được thăng chức, tăng lương hoặc là các khoản đầu tư được sinh lời nhanh chóng, đem đến cho bạn một nguồn thu nhập cao. Đặc biệt trong tháng 6 âm lịch tới đây chính là thời điểm tốt lành của tuổi Giáp Thìn, vận trình phất lên như vũ bão, được các tinh soi chiếu, quý nhân giúp đỡ tận tình nên tài lộc vượng phát đến không ngờ, đổi đời giàu có nhanh chóng mặt, khiến ai ai cũng phải nể phục. Đầu tiên xét tổng quan tử vi tháng 6 âm lịch 2023 của cô bác tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Xem tử vi tháng 6 năm Quý Mão của 12 con giáp, thời điểm đem đến nhiều điều tốt đẹp đối với người tuổi Giáp Thìn. Song những may mắn ấy không tự nhiên mà có, mà là do sự cố gắng, kiên trì không mệt mỏi của bản mệnh. Phương diện sự nghiệp của cô bác tuổi Giáp Thìn có thêm các tinh thiên ấn che chở, thế nên vận trình vô cùng thuận lợi. Bản mệnh bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ quan trọng chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác diễn ra tốt đẹp, mang tới cho cô bác nhiều sự hậu thuẫn, vững chắc. Sức mạnh của tập thể chính là đòn bẩy giúp cô bác tiến nhanh và tiến xa hơn bao giờ hết. Có thể thấy rằng, tháng 6 âm lịch là tháng nổ lộc, phát tài của cô bác tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, bởi tháng này cô bác không lo thiếu tiền, có của ăn của để, tiêu xài thoải mái. Một tháng vượng tài, phát lộc, được quý nhân giúp sức hỗ trợ về nhiều mặt, thông qua đó cũng có thể nâng cao giá trị của mình và nhiều cô bác cũng sẽ được thăng chức và tăng lương. Tài chính trong tháng này vượng phát bất ngờ, cô bác tuổi Giáp Thìn nhận về nhiều tài lộc, cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái. Tuy nhiên, cô bác không nên chủ quan, lơ là, bởi nếu như vậy thì rất dễ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định là một việc quan trọng liên quan tới tiền. Đặc biệt, âm sát xuất hiện, thầy tử vi nhắc nhở tuổi Giáp Thìn cũng không nên lơ là trong bất cứ công việc nào. Đừng vội tin lời ngọt ngào của bất cứ kẻ nào, kẻo bị vướng vào trò lừa đảo của những kẻ xấu bụng mà mất sạch tiền của. Phương diện tình cảm, nhờ có các tinh thái âm độ mệnh nên bản mệnh cũng được đón nhận khá nhiều tin vui, gia đạo hài hòa, con cháu ngoan ngoãn. Thời gian này cô bác và được kia duy trì được cảm xúc ổn định, thường xuyên chia sẻ suy nghĩ với nhau và cùng nhau trao đổi, giải quyết mọi vấn đề. Về sức khỏe, trong tháng 6 âm lịch không gặp trở ngại gì lớn, Giáp Thìn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể trong mùa hè nóng nực để tránh các triệu chứng khó chịu, uể oải, làm cản trở cuộc sống và công việc của mình. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên chú ý sức khỏe, tinh thần, suy nghĩ tích cực, lạc quan, dành thời gian thư giãn, đọc sách hoặc chia sẻ, trò chuyện với người thân, cô bác sẽ thấy mình luôn dồi dào năng lượng, tư duy được mở mang, mọi việc sẽ thuận lợi và may mắn hơn, cô bác nhá. Cẩm nang vượng vận tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, mệnh phú đăng hỏa trong tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão như sau. Khẩu quyết: sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát bất ngờ. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Dần, tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu tím và màu đỏ. Tử vi chi tiết trên từng phương diện. Về mặt sự nghiệp, tuổi Giáp Thìn trong tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Xem tử vi tháng 6 âm lịch cho thấy, người tuổi Giáp Thìn vốn có tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm và điều này hẳn sẽ giúp ích cho cô bác rất nhiều trên phương diện sự nghiệp. Nguyệt lệnh lâm thai khuyên bản mệnh nên từ bỏ những lo lắng, nghi ngờ không cần thiết về bản thân mình, có thể sẽ có nhiều thách thức cũng như cơ hội bày ra trước mắt. Người tuổi Giáp Thìn hãy là người mạnh dạn đứng lên nhận nhiệm vụ, bởi đây chính là lúc để cô bác gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo. Đầu tiên, về mặt thuận lợi, dưới sự che chở của tam hợp, sự nghiệp cô bác tuổi Giáp Thìn rực sáng, những cơ hội phát triển trong công việc. Bản mệnh có sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy để theo đuổi mục tiêu và đây là cơ hội tốt nhất để tuổi này nắm bắt thời cơ, củng cố vị trí đang có, tiến những bước xa hơn trên chặng đường công danh. Thêm sự ủng hộ của thiên ấn xuất hiện trong tháng báo tin vui cho con giáp tuổi Giáp Thìn biết rằng nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho cô bác nhiều sự hậu thuẫn. Sự phối hợp ăn ý giữa mọi người,
không chỉ giúp những vấn đề khó khăn trước kia được giải quyết trong thời gian sớm hơn, mà còn khiến bản mệnh nhanh chóng tạo được sự gắn kết và ủng hộ của mọi người xung quanh. Đặc biệt, điều may mắn nhất trong tháng 6 âm lịch này đó là có Thái âm cát tinh che chở, là dấu hiệu cát lành cho bản mệnh. Đặc biệt là đối với nữ giới, bạn có thể gặp được quý nhân phù trợ cho công việc thêm phần thuận lợi. Những nhiệm vụ tưởng chừng bế tắc trước đây bỗng chốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Thêm chính quan xuất hiện là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ những cố gắng của cô bác sẽ được đền đáp xứng đáng trong tháng này. Bản mệnh có thể được lãnh đạo cân nhắc để thăng chức hoặc là tăng lương. Đây là bàn đạp để bạn thăng tiến mạnh mẽ hơn trong tương lai. Hãy tiếp tục tích cực, thể hiện điểm mạnh của cá nhân mình cho mọi người biết cô bác là ai, Giáp Thìn nhá. Tuy nhiên, mặt hung hại trong tháng là có âm sát xuất hiện, cũng khiến bản mệnh thường xuyên cảm thấy đa nghi, khó lòng tin tưởng vào người khác. Điều này có thể tác động tới khả năng hợp tác, làm việc nhóm của bản mệnh. Con giáp này cần phải tin vào người khác nhiều hơn, bởi chẳng ai có thể tồn tại độc lập trên đời. Có lòng đề phòng người khác là tốt, thế nhưng như vậy không có nghĩa là Giáp Thìn không thể tin tưởng vào ai. Thứ hai, tử vi tài lộc của cô bác tuổi Giáp Thìn trong tháng 6 âm lịch năm 2023. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho biết, tài lộc của tuổi Giáp Thìn tấn phát bất ngờ, cục diện tam hợp mang tới cho bạn nhiều may mắn về tiền bạc. Cả nghề tay phải lẫn nghề tay trái đều đem lại thu nhập khả quan, thế nhưng chính tài vẫn có xu hướng nhỉnh hơn. Được sự tương hợp thái tuế trong tháng 6 âm lịch, công việc trên đà tăng tiến mạnh mẽ, đảm bảo cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh. Bên cạnh khoản lương cứng, biểu hiện xuất sắc của mình, Giáp Thìn còn có thể nhận được các khoản phụ cấp, đãi ngộ, thưởng nóng về trách nhiệm. Đặc biệt, việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn được dự báo sẽ thu về khoản chia doanh số không hề nhỏ. Với người làm kinh doanh, đón lộc về tay nhờ nắm bắt được nhu cầu thị trường, các cơ hội buôn bán liên tục được mở ra trước mắt có thể khiến bản mệnh bị choáng ngợp. Hãy tìm hiểu thật kỹ một vài hạng mục trong thời gian tới để tiến hành ngay nhé. Tuy mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi, song song gỗ quỷ hung tinh có xuất hiện nên bạn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư, kinh doanh, có thể đối tượng sẽ lợi dụng bạn lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa bạn, khiến bạn lâm vào xác rối. Để giữ được lợi thế của mình, bản mệnh nên cẩn trọng trong làm ăn và dành thêm thời gian để quan sát đối thủ. Có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thông qua việc quan sát ấy, bạn có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ, để có phương án phòng bị phù hợp, lại có thể học tập được từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân mình. Trong lúc này, những ai đang làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản, cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm, gây thiệt hại tiền của. Nên biết phòng những chuyện bất ngờ có thể xảy đến, đừng chủ quan mà tới lúc trở tay không kịp, sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình nhé. Thứ ba, tử vi tình duyên, gia đạo, tuổi Giáp Thìn, tháng 6 âm lịch năm 2023. Bỏ qua những khó khăn và xui xẻo trong công danh, sự nghiệp, tuổi Giáp Thìn được dự báo lại gặp may mắn ở phương diện tình duyên. Theo đó, tháng này bản mệnh được Thái âm chủ về nhân duyên giúp đỡ, các mối quan hệ xã giao được củng cố ngày càng bền chặt và cũng hứa hẹn hình thành những kết nối mới, bền chặt hơn, có những cơ hội làm ăn mới hơn. Có các tinh độ mệnh, người độc thân cũng có thể sớm thoát khỏi tình trạng cô đơn, lẻ bóng hiện tại. Rất có thể nửa kia là người có quen biết từ lâu, đôi bên có sự tin tưởng nhất định nên mối quan hệ tiến triển hết sức tự nhiên. Tình cảm của các cặp vợ chồng tháng này cũng khởi sắc nồng thắm, gia đạo hài hòa, con cái ngoan ngoãn. Đây có thể là phần bù đắp cho bản mệnh, sau những áp lực tại nơi làm việc, hai người có thể cùng nhau chia sẻ, tâm sự. Con cái cũng ngày một trưởng thành, biết hỗ trợ gia đình, cũng sẽ là một niềm vui nhỏ dành cho Giáp Thìn trong tháng này. Tuy nhiên, đào hoa vượng thậm chí còn gây nên những cám dỗ tình cảm ngoài luồng không nên có, đe dọa nghiêm trọng tới hạnh phúc hiện tại, con giáp này nên biết kiểm soát bản thân, phải biết đâu là điểm dừng thích hợp. Thứ 4, tử vi sức khỏe tuổi Giáp Thìn, tháng 6 âm lịch, năm 2023. Xem tử vi tháng 6 năm 2023 âm lịch, có nguyệt lệnh lâm đất suy, đây là dấu hiệu nhắc nhở tuổi Giáp Thìn, cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Các bác có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên, do những áp lực cuộc sống đè nặng, lại thêm ảnh hưởng bất lợi của thời tiết nắng nóng, càng sẽ khiến thể trạng suy giảm. Dù sức khỏe của cô bác vốn có tốt tới đâu, thế nhưng áp lực đè nén trong lòng khiến cô bác không thể nghỉ ngơi hợp lý.
đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng, ảnh hưởng nhất định tới sinh hoạt hàng ngày, rất dễ đổ bệnh bất ngờ, nên đặc biệt lưu tâm. Đặc biệt, vào tháng 6 âm lịch, cô bác tuổi Giáp Thìn sẽ chịu ảnh hưởng nhiều của tiết đại thử đối với sức khỏe. Cẩm nang vượng vận dành riêng cho cô bác tuổi Giáp Thìn. Thứ nhất, giữ gìn sức khỏe, đề phòng tai nạn. Vào tiết đại thử thì thời tiết nhiệt độ cao, oi bức, độ ẩm lớn, cần phải giữ sức khỏe vì bệnh tật dễ phát sinh. Nhiều người có thể bị cảm, bị bệnh do các loại vi khuẩn, virus phát sinh nhân lúc đến kháng yếu ớt, xâm nhập vào cơ thể. Đây cũng là thời điểm mưa gió thất thường, thiên tai rất nhiều, nguy cơ xảy ra nên cần đề phòng tai nạn. Thứ hai, lưu ý các bệnh về máu, huyết áp. Tiết đại thử là quãng thời gian oi bức cao nhất, vì thế nên cần chú ý các bệnh về máu, huyết áp, tim mạch, tuần hoàn, tai biến, đột quỵ, nóng trong, mụn nhọt, nhiệt miệng. Vì thế, cần phải điều chỉnh dinh dưỡng nên sử dụng nhiều loại thực phẩm có tính mát, tính hàn để giúp cân bằng, chế hóa, điều tiết cho cơ thể ổn định, thích nghi được với sự khắc nghiệt của thời tiết. Thứ ba, đề phòng âm khí vượng. Trong quẻ dịch tháng 6 âm lịch ứng với quẻ độn, quẻ này là quẻ hung, tượng của âm khí phát sinh ngày càng trưởng thành. Âm khí tượng trưng cho bệnh tật, u ám, buồn đau, bất hạnh, dương khí tượng trưng cho niềm vui, thành công và may mắn. Khi dương khí tiêu biến dần đi thì sự may mắn giảm đi, ẩn trong đó là các tai họa tiềm ẩn do thiên tai, bệnh tật gây ra, vì thế cần lưu ý đề phòng. Thứ 4, chú ý kiểm soát cảm xúc. Trong thời tiết oi bức, khó chịu, sức khỏe suy giảm, tâm lý không ổn định thì quyết định của con người thường mắc vài sai lầm, mối quan hệ với những người xung quanh sẽ phát sinh mâu thuẫn. Nhiều người không kiềm chế được cảm xúc, có thể nổi nóng, cáu bẩn, tổn thương người xung quanh, mất đi hòa khí và tình cảm vốn có. Tiếp theo là chương trình phong thủy may mắn và yếu tố ngũ hành tương sinh tương khắc cho cô bác tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 trong tháng 6 âm lịch. Kính thưa quý vị, con người là một phần nằm giữa trời và đất. Mọi vận động thay đổi của trời đất đều có tác dụng trực tiếp lên con người, có thể căn cứ vào sự vận chuyển của thiên nhiên mà suy ra sự đối ứng lên con người. Phần tinh túy nhất chính là trí tuệ cổ nhân, tạo nên lá số tử vi chính là học thuyết âm dương ngũ hành. Nói đến ngũ hành, không thể không nhắc đến lý tương sinh tương khắc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Vậy tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh gì trong ngũ hành? Tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa. Để vận trình trong tháng 6 diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, tuổi Giáp Thìn nên ứng dụng các mẹo phong thủy may mắn sau đây trong tháng 6 âm lịch. Thứ nhất, sử dụng màu sắc bản mệnh, ngoài đặc biệt xanh bổ quyết, quý vị cũng có thể thêm hành hỏa bằng cách sử dụng đồ vật, trang phục, thực phẩm mang màu sắc của bản mệnh hỏa, đó là màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu cam đậm. Phương pháp này cũng giúp bổ sung dụng thần hỏa trở nên mạnh mẽ hơn. Sử dụng màu sắc tương sinh, theo ngũ hành tương sinh thì Giáp Thìn mệnh hỏa hợp với mệnh mộc bởi mộc sinh hỏa, đó là các màu xanh lục, xanh nõn chuối, xanh lá cây và mệnh thổ bởi hỏa sinh thổ, đó là màu vàng, màu nâu đất. Tuy nhiên, do thổ khiến hỏa suy yếu, thế nên các màu sắc thuộc hành thổ được cho là màu kém may mắn với bản mệnh hơn so với màu thuộc hành mộc. Chọn phương vị quý nhân. Phương vị quý nhân được hiểu là những địa điểm thuộc hướng làm bản thân cảm thấy an lòng, tâm trí từ bế tắc sang thông suốt, minh mẫn, đồng thời tăng năng lượng tích cực, tạo sự tự tin, phát huy hết khả năng tiềm ẩn. Theo đó, hướng Nam được coi là phương vị quý nhân đối với người sử dụng thần hỏa bởi hướng Nam vượng hành hỏa. Sử dụng vật phẩm phong thủy, quý vị cũng có thể sử dụng thần là hỏa để ổn định chân mệnh bằng việc lựa chọn ra một vật phẩm phong thủy thuộc hành hỏa thích hợp. Việc dùng đồ theo dụng thần không chỉ mang ý nghĩa về mặt thẩm mỹ mà còn đem đến hiệu quả tốt nhất cho người dùng. Sau đây là một số lựa chọn theo dụng thần hành hỏa mà quý vị có thể tham khảo. Cây thuộc hành hỏa, quý vị có thể đặt tại văn phòng làm việc hoặc phòng ngủ, một trong những loại cây sau đây: cẩm nhung đỏ, cẩm nhung hồng, cây phú quý, trạng nguyên, thanh thiên, hồng môn, sen đá tứ phương, sen đá ba màu, sen đá hồng, sen đá hường. Đá thuộc hành hỏa, quý vị có thể sử dụng trang sức như vòng tay, nhẫn, vòng cổ, vòng chân hay phụ kiện móc khóa, móc treo điện thoại làm từ các loại đá sau đây: thạch anh tóc đỏ hoặc hồng, cẩm thạch, mắt hổ, ruby hồng ngọc, mã não đỏ, thạch anh đỏ. Số thuộc hành hỏa, quý vị cũng có thể bổ sung dụng thần hỏa bằng cách sử dụng các đồ dùng cá nhân như sim điện thoại, số tài khoản ngân hàng, biển số xe có số thuộc hành hỏa là con số 9.
Ngoài ra, bản mệnh cần tránh sử dụng các màu có liên quan tới hành kim, thủy như màu trắng, xám, bạc, xanh nước biển, đen. Cũng như hạn chế hợp tác làm ăn với những người mang mệnh kim như Quý Mão 1963, Nhâm Dần 1962, Canh Tuất 1970, Tân Hợi 1971 và mệnh thủy như Bính Ngọ sinh năm 1966, Đinh Mùi sinh năm 1967, Giáp Dần sinh năm 1974, Ất Mão sinh năm 1975 để tránh xui xẻo. Tương hợp và tương khắc giữa tuổi Thìn và 12 con giáp. Tuổi Thìn với tuổi Tý có thể hợp tác, thế nhưng người tuổi Thìn phải làm chủ thì sự nghiệp mới có thể phát triển. Tuổi Thìn với tuổi Sửu hợp tác không ăn ý, cả hai đều muốn bản thân làm chủ mà không hề có ý định muốn nhường hay tinh thần cùng hợp tác. Nếu hai bên tôn trọng ý kiến của nhau thì thực chất cũng chỉ là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cuối cùng, sự hợp tác vẫn không mang tới kết quả gì. Tuổi Thìn với tuổi Dần hợp tác cực tốt, đôi bên cùng nhau hỗ trợ để cùng phát triển, cả hai là người cùng có năng lực. Tuổi Thìn với tuổi Mão, người tuổi Mão với người tuổi Thìn hợp tác khá ăn ý. Mão sẽ chịu trách nhiệm thực hiện, còn Thìn sẽ đảm nhận việc đưa ra quyết định, khả năng đạt thành công là rất lớn. Tuổi Thìn với tuổi Thìn, tốt nhất là không nên hợp tác vì cả đôi bên đều chăm lợi ích cho riêng mình mà thôi. Tuổi Thìn với tuổi Tỵ, có thể hợp tác nhưng người tuổi Tỵ phải tích cực phát huy năng lực của chính mình, đôi khi phải tự lập, tự quyết, nếu không sẽ bị người tuổi Thìn lấn át. Tuổi Thìn với tuổi Ngọ, có thể tiến hành hợp tác trong khoảng thời gian ngắn với những việc nhỏ, còn nếu hợp tác trong thời gian dài thì nguy cơ mâu thuẫn là khá cao. Tuổi Thìn với tuổi Mùi, có thể hợp tác, song không phải lĩnh vực nào cũng có thể hợp tác, nên hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật là tốt nhất. Tuổi Thìn với tuổi Thân, người tuổi Thìn nếu hợp tác với người tuổi Thân thì sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn, hai người kết hợp cùng nhau làm nên sức mạnh vĩnh viễn, không bao giờ thất bại. Tuổi Thìn với tuổi Dậu, có thể tiến hành hợp tác, song nên để người tuổi Thìn nắm vị trí quản lý, người tuổi Dậu có thể trợ giúp trong quá trình kinh doanh. Tuổi Thìn với tuổi Tuất, không nên hợp tác, người tuổi Tuất dường như có khả năng đọc được mọi suy nghĩ của người tuổi Thìn, nên người tuổi Thìn cảm thấy không an tâm. Tuổi Thìn với tuổi Hợi, nếu người tuổi Hợi khiêm tốn một chút thì có thể hợp tác thành công. Nhân sinh cảm ngộ. Kính thưa quý vị, đây có lẽ là sai lầm mà rất nhiều người chúng ta đang mắc vài giống nhau. Đó là đối xử với người thân một cách tùy tiện, thiếu lễ độ, không suy nghĩ trước sau, trong khi với người ngoài, ta lại tỏ ra lịch sự, khách khí và lễ độ hơn hẳn. Rõ ràng là mỗi khi tỏ thái độ cáu giận với người thân, song chúng ta đều cảm thấy hối hận, nhưng sau lại đâu vào đấy, thói quen xấu này vẫn không thể bỏ được. Dường như với người càng thân, con người chúng ta lại càng thiếu đi sự kiên nhẫn. Vậy nguyên nhân ở đây là gì? Thực ra lý do chẳng khác gì ngoài việc người thân bao gồm người nhà bố mẹ, ông bà, vợ chồng, anh chị em luôn bao dung cho chúng ta vô điều kiện, điều đó khiến cho chúng ta càng ngày càng trở nên vô phép tắc. Nếu như với người khác, những người thuộc mối quan hệ xã giao, quan hệ đồng nghiệp, quan hệ đối tác, việc chúng ta nổi giận sẽ khiến mối quan hệ xấu đi và gây ra cho ta không ít rắc rối. Thế nên, trong giao tiếp xã hội, con người ta luôn phải để ý và áp dụng những cách nói chuyện khác nhau, tùy theo từng nhóm đối tượng khác nhau. Khác với những người thuộc quan hệ xã giao ấy, người thân sẽ chấp nhận những tổn thương mà chúng ta gây ra, không chút oán hận, bởi họ là những người gần ta nhất, thân thiết nhất, có thể bao dung cho chúng ta nhất. Nhưng hãy nhớ rằng, thời gian mỗi người có thể ở bên bố mẹ hay những người thân khác là quãng thời gian vô cùng quý giá và cũng rất có hạn. Đừng để đến khi mất đi mới thấy hối hận về những hành động không đúng chuẩn mực của mình trong quá khứ, thì lúc ấy cũng không còn kịp nữa. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.